Muốn để vợ con làm lắm chứ đâu làm. Đồ này nó không làm nó thôi đừng ăn nó cho nó vậy thế vậy gì con muốn nó làm lắm đấy nó không làm á người không làm gì làm đi ơi vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao ngày phụ nữ ngày đấy hạnh phúc là ồ thì cái ngày đấy ngày bùng nổ mà bây giờ có chỗ nào ba tú thấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba tú mấy này thôi tôi xin các chị cứ bớt lời đi là được cứ bớt lời đi ba tú cái lời anh đang nói tôi suy nghĩ trước đây hãy nói ba tú ít lời mà làm ít căng thẳng nó sai làm như thế ba tú nó nhiều lắm không bằng ấy chồng nó nhốt là cậu đấy nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nhốt thôi trời ạ à. Hầm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó mới nhốt thì không ai tự nhiên ấy tự nhiên nhốt cô về nó không chịu về đồ hầm từ số không hiểu ý chồng nhé người ta tay tay rồi người ta không muốn về thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe đồ hầm đồ dở đồ hầm đồ dở đi có phải là lúc nãy giòn xong chưa chưa đang rửa bát ở đâu bữa nào hầm hầm tí vậy ấy đang lúc cái cơn hầm lên ông sao mà canh nấu nhiều vậy hả? Mình biết kiểu gì láo xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn kiểu gì Long cũng nói đúng không anh tám ừ vậy ra lúc thì cái con nhiều quá mẹ mẹ đi em đặt ký mấy con không chào lần rửa lần nữa à, chào thầy bán phân ở đây cô mà có tay nào nướng nấu gì không vài có vài tay kia vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn ăn cái gì đến đấy có đi thôi thôi cứ về ăn cơm đi ăn tối mình biết ăn cơm tối nhất là rượu ta vào ngồi chơi chơi đâu tôi muốn ngồi mình nước nữa ngô giờ này còn lắm sang cái biển hồng có bao giờ hôm qua chiều hôm qua em ấy thì ngô mà có đâu à chứ chợ nước giờ họp cho người nhưng mà không có đây này bóng đèn giờ ý là hôm qua thì cái đầy nó mà hôm qua không có còn hôm nay không biết rồi ơi đây thôi anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này đây đây cái này không ngon đâu đây, đây, càng ngon đấy, ở đây đi. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đấy, cái ngon là mềm, chọn cái ngon đấy. Cái nào được. Không chưa? Hai nữa. Thôi, dậy thôi. Đây, đây.